Hơn 2.000 câu hỏi được gửi đến cuộc đối thoại thứ hai của Thủ tướng Chính phủ với nông dân tổ chức tại Cần Thơ với chủ đề tháo gỡ vướng mắc liên kết 6 nhà kiến tạo chuỗi giá trị nông sản. Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chuyển lời xin lỗi của Bệnh viện Sanpon về việc cắt đôi que xét nghiệm HIV viêm gan B. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa mới. Các cơ sở giáo dục phổ thông vẫn được quyền lựa chọn sách giáo khoa. Nội dung này sẽ được chuyển trong ngày đề cập sâu hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tối 10 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hơn một năm kể từ lần đầu đối thoại, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, vựa lúa của cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lần thứ hai có cuộc đối thoại với nông dân. Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức với chủ đề tháo gỡ vướng mắc liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản. Hội nghị lần này có sự tham dự của 600 đại biểu, gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và đặc biệt là hơn 300 đại biểu nông dân đến từ các địa phương trên cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt hoan nghênh hơn 300 đại biểu đại diện cho hàng chục triệu nông dân cả nước tham dự buổi đối thoại lần này. Thủ tướng cũng đánh giá cao chủ đề của cuộc đối thoại là tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản. Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến đổi nhanh và mạnh như hiện nay, người nông dân Việt Nam trước hết phải tự đổi mới, phải mạnh dạn thay đổi, tái cơ cấu sản xuất trong từng hộ gia đình. Thủ tướng nhấn mạnh phải chủ động hơn nữa, tránh sản xuất tràn lan, thiếu tổ chức, tầm nhìn. Theo ban tổ chức, trước thềm hội nghị đối thoại lần thứ hai, đã có hơn 2.000 câu hỏi của bà con nông dân cả nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia được gửi đến Thủ tướng qua nhiều kênh tiếp nhận khác nhau. Các câu hỏi của bà con nông dân tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, gồm tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, vấn đề về đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, vấn đề về vốn, đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nông dân. Các ngân hàng đã và đang thực hiện việc chuyển đổi các loại thẻ ngân hàng tại Việt Nam từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip. Theo dự kiến, việc chuyển đổi thẻ sẽ thực hiện xong trước năm 2021. Đây là thông điệp mà ngành ngân hàng đưa ra trong diễn đàn phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử chuyển động cùng công nghệ chip do Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc tế NAPAT, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hiện nay, đa số thẻ ATM, thẻ tín dụng đang sử dụng công nghệ thẻ từ. Một công nghệ cũ dễ dàng bị tội phạm sao chép dòng mã từ, làm thẻ giả và rút tiền trong tài khoản của người dân. Tuy nhiên, với công nghệ thẻ chip, mỗi chiếc thẻ đều có một con chip riêng biệt, không thể sao chép, làm giả. Tiền trong tài khoản của người dân sẽ được đảm bảo an toàn, trừ khi người dân bị trộm cả thẻ ngân hàng lẫn mã pin bảo mật. Thẻ chip thì hoàn toàn cái tính năng và cái mức độ an toàn nó vượt hơn hẳn so với thẻ từ. Phải nói rằng là thẻ chip với công nghệ thẻ chip thì hoàn toàn không có vấn đề là sao chép hoặc là vấn đề liên quan đến lạm dụng về thẻ. Khi mà khách hàng sử dụng thẻ chip có tình trạng rằng là có một cái giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch gian lận thì ngay lập tức thì ngân hàng sẽ là người đứng ra để bảo vệ cái giao dịch đấy, tại vì hoàn toàn bộ cái giao dịch đấy đã được ngân hàng bảo vệ. Về cái ngoài cái vấn đề là bảo mật và an toàn thì vấn đề về tính năng nó cũng hơn hẳn. Ví dụ như thẻ từ thì hoàn toàn là chỉ là một cái phương tiện để rút ATM hoặc là giao dịch sale tại các POS, nhưng mà thẻ chip thì nó còn rộng hơn. Ví dụ như một bệnh viện thì có thể họ tích hợp cái thẻ chip với cái thẻ bệnh nhân, hoặc là trường học thì đối với là thẻ sinh viên, hoặc là mỗi doanh nghiệp đó là một cái thẻ mà để quản lý về cán bộ nhân viên của mình. Hiện nay, các ngân hàng cũng đang tiến hành cho người dân đổi từ thẻ từ đang sử dụng sang thẻ chip hoàn toàn miễn phí. Trong năm 2019, dự kiến sẽ có 21 triệu thẻ được chuyển đổi sang thẻ chip, tương đương 30% số thẻ ngân hàng đang lưu hành hiện nay. Đối với mang chế là khẳng định là cái tiến độ chắc chắn sẽ đáp ứng theo yêu cầu ngân hàng nhà nước. Như chúng tôi đã nêu là cuối năm 2020 là toàn bộ hệ thống chấp nhận thẻ ATM và POS sẽ đảm bảo chấp nhận thẻ chip theo chuẩn VCS, và cuối năm 2021 là sẽ thay thế phát hành và cố gắng thay thế
cho toàn bộ chủ thẻ. Ở đây tôi muốn nói là cái việc đảm bảo phát hành đủ lượng thẻ cho khách hàng, đặc biệt là phát hành mới. Nhưng việc thay thế tất nhiên đến cuối năm 2021 chúng ta mong muốn là sẽ thay 100%, nhưng còn phụ thuộc vào chủ thẻ. Thế nhưng phía ngân hàng là cam kết sẽ phát hành đủ và đảm bảo khi khách hàng có nhu cầu là thay thế. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện Việt Nam có 48 ngân hàng phát hành thẻ nội địa với số lượng khoảng 76 triệu thẻ, hơn 261.000 máy POS và 18.600 máy ATM. Trong đó, phần lớn POS đã tuân theo tiêu chuẩn MV, nên việc triển khai thẻ chip nội địa trên các thiết bị chấp nhận thẻ sẽ không quá phức tạp. Đồng thời, một số ngân hàng cũng đang triển khai tích hợp công nghệ không tiếp xúc, giúp chủ thẻ không cần phải quẹt thẻ hay cắm thẻ vào khe cắm trên máy chấp nhận thanh toán POS hay MPOS nữa, mà chỉ cần cầm thẻ lướt nhẹ qua thiết bị POS là có thể thanh toán các khoản tiền nhỏ dưới 1 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp nhà nước chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai minh bạch, chậm đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần cần làm rõ và xử phạt. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Bộ Tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tái cơ cấu cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước. Hiện đã có 840 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán. Vẫn còn 755 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kết quả kiểm tra, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, việc chậm đăng ký giao dịch có khá nhiều nguyên nhân và các doanh nghiệp sẽ có nhiệm vụ giải trình rõ. Với quá trình cổ phần hóa thì có những doanh nghiệp chúng ta quy mô rất bé, cổ đông dưới 100 người, rồi là vốn dưới 10 tỷ. Thì theo quy định của luật chứng khoán cũ thì trước đây thì là không đủ điều kiện công ty đại chúng. Thì không đi công ty đại chúng thì không thể nào đăng ký giao dịch và niêm yết được. Thì bây giờ cho phép giải trình, nếu như anh này mà đúng thì thôi. Thế còn là những đồng doanh nghiệp nào mà đủ điều kiện mà trốn tránh thì cũng phải xử lý. Ngoài ra, trong quá trình cổ phần hóa, 350 doanh nghiệp vẫn có doanh nghiệp thua lỗ không thể niêm yết được. Những doanh nghiệp này cần được chấn chỉnh cổ phần hóa xong bình mới rượu cũ mà vẫn sập sệ thì cần rà soát để loại trừ đi. Sau quý 4 năm 2019, nếu các doanh nghiệp không có giải trình cùng với kết quả thanh tra chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử phạt. Được hình thành từ năm 2009, sau 10 năm phát triển, thị trường trái phiếu chính phủ đã có những bước tăng trưởng ấn tượng. Trong vòng 10 năm qua, quy mô của thị trường đã đạt mức hơn 9.000 tỷ đồng một phiên, gấp lần 24 lần so với năm 2009. Mặc dù thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam có sự phát triển nhanh trong thời gian qua, song bài toán đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng cơ sở nhà đầu tư vẫn được coi là nhiệm vụ khó khăn của thị trường trong thời gian tới. Sát cánh cùng thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam trong những năm qua, theo đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đối với hệ thống nhà đầu tư, mặc dù đã có nhiều cải tiến theo hướng tăng cường sự tham gia của các nhà đầu tư dài hạn, nhưng nguồn đầu tư từ các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí còn hạn chế, thị trường còn thiếu các nhà đầu tư là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cần mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ. Chính phủ đã giảm được sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng xuống hiện nay còn 5%. Để thị trường lành mạnh và thanh khoản hơn, cần đông đảo hơn các nhà đầu tư ngoài ngân hàng như các quỹ hưu trí, đầu tư, bảo hiểm và nhà đầu tư nước ngoài. Khi thị trường lớn hơn và thanh khoản tốt hơn, cần cho phép giao dịch trong ngày, loại bỏ thị trường ký quỹ, tiến tới phát triển tương đương với các thị trường mới nổi khác. Nói về phát triển các sản phẩm trên thị trường, nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu và lấy ý kiến, song tiến độ còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Chính vì vậy, mong muốn của các thành viên thị trường là thị trường có thể phát triển sâu hơn, rộng hơn, nhiều công cụ tạo thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Khi mà các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam thì cái đầu tiên họ lo ngại đấy là tỷ giá, cái rủi ro về tỷ giá. Thế nếu như mà họ có công cụ, hiện nay đã có công cụ rồi nhưng mà họ không được tham gia. Thì nếu mà họ được tham gia và họ được phép hedging tỷ giá thì lúc đó họ sẽ hoàn toàn họ chỉ còn một cái rủi ro duy nhất, đó là rủi ro về lãi suất, thì họ có thể quyết định được ở cái mức lãi suất nào là họ có thể tham gia được. Thì đó là một bước tiến đầu tiên mà mình có thể là làm được, tức là hạ tầng đã có đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ cho phép để họ tham gia hay không. Theo đại diện Bộ Tài chính, trong thời gian tới, trên cơ sở cân đối nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước và nhu cầu của nhà đầu tư, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu phát hành đa dạng các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
để tạo ra một cái môi trường thông thoáng để cho các cái nhà đầu tư nước ngoài, từ các vấn đề về thủ tục hành chính rồi là cơ chế về ngoại hối cũng như là về ổn định kinh tế vĩ mô, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đầu tư. Cách thứ hai mà một số các nước cũng có làm và hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới để nghiên cứu, đó là gì? Là nghiên cứu để mà Việt Nam có thể tham gia được vào các cái rổ chỉ số trái phiếu của các cái tổ chức ở trên thế giới, ví dụ chẳng hạn như là JP Morgan. Thì mình tham gia vào các cái quỹ này cũng là một hình thức để mình thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường trái phiếu. Và cái cách thức đó thì nó cũng tương đối là cái phù hợp với cả cái định hướng của Việt Nam. Để mở rộng cơ sở nhà đầu tư theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục khuyến khích bảo hiểm xã hội tham gia mua, bán trái phiếu chính phủ trên thị trường để cơ cấu lại nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, phát triển các quỹ hưu trí tự nguyện, các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện để tạo nguồn vốn đầu tư dài hạn trên thị trường, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có nguồn vốn dài hạn tham gia thị trường. Thưa quý vị, chiều nay gần 100 startup trong và ngoài nước đã cùng tham gia diễn đàn kết nối và phát huy các nguồn lực để startup Việt nhìn ra thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do kênh truyền hình văn hóa đối ngoại VTC10 tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ với sự tham gia của Ủy ban người Việt ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế, các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Diễn đàn được chia làm 3 phiên cùng sự chia sẻ của 12 diễn giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó phiên 1 xoay quanh tình hình huy động vốn, M&A cũng như cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phiên 2 thể hiện bức tranh Startup Việt Nam họ đã làm gì với sự chia sẻ của những nhân vật có tiếng trong cộng đồng Startup Việt. Phiên 3 với chủ đề Nhìn ra thế giới là những câu chuyện của những người Việt đã ghi dấu ở các đất nước phát triển trên thế giới như giáo sư Phan Văn Trường, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong 5 năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đề án 844 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiều startup Việt kết nối được rất nhiều nhà đầu tư. Diễn đàn này cũng nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ của đề án 844 để kết nối các startup Việt với các startup nước ngoài, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư. Việt Nam hiện là quốc gia có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong 10 tháng đầu năm 2019, 29 dự án khởi nghiệp của Việt Nam đã thu hút được số vốn đầu tư lên đến 750 triệu đô la Mỹ. Sáng nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều tài sản của một công ty sản xuất nội thất bị thiêu rụi và uy hiếp những nhà dân sống xung quanh. Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng, xưởng gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Window Fashion nằm trên đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Điều đáng nói, bên cạnh xưởng gỗ này là kho chứa hàng nghìn bình ga. Lo sợ ngọn lửa cháy lan nên mọi người đã huy động di chuyển các bình ga ra xa khu vực hỏa hoạn và đưa những hộ dân lân cận đến nơi an toàn. Sau gần 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, do nhà xưởng của công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa vẫn âm ỉ bốc khói. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và hủy hoại một số lượng lớn nội thất trong nhà xưởng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến thông tin khoa vi sinh y học Bệnh viện Đa khoa Saint Paul Hà Nội đã gian lận trong xét nghiệm HIV và viêm gan B bằng cách cắt đôi các que test thử nhanh trước khi thực hiện xét nghiệm cho người bệnh. Trong sáng nay, đại diện lãnh đạo bệnh viện đã có cuộc trả lời ngắn với phóng viên về vụ việc này. Tại cuộc trả lời ngắn phóng viên báo chí diễn ra trong vòng hơn 10 phút, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Saint Paul cho biết, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, bệnh viện đã có cuộc họp khẩn và đình chỉ 3 nhân viên tại khoa vi sinh để điều tra làm rõ. Bà Hương cũng khẳng định, bệnh viện tuyệt đối không có chủ trương chỉ đạo khoa vi sinh y học thực hiện việc làm này. Bệnh viện khẳng định là không có chủ trương, không có chỉ đạo cắt đôi que thử nhanh test HIV tại khoa vi sinh học. Bệnh viện luôn xác định chủ trương đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và an toàn cho người bệnh, hướng tới sự hài lòng cho người bệnh. Và bệnh viện cũng đã nghiêm khắc tạm thời đình chỉ 3 nhân viên công tác tại khoa vi sinh liên quan trực tiếp. Bệnh viện cũng đã tiếp tục rà soát tất cả các quy trình chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh, quy trình quản lý của bệnh viện,
không những chỉ tại khoa vi sinh mà tất cả các khoa phòng của bệnh viện. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm tại khoa vi sinh, bệnh viện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm mọi vi phạm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến thông tin đã được nhắc tới trong thông cáo báo chí được bệnh viện này phát đi sáng nay, đó là từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019, khoa vi sinh đã sử dụng các đôi test thử HIV viêm gan B với 40 que test cho 80 bệnh nhân, chỉ là mang tính thử nghiệm, chứ không thu tiền và không sử dụng những kết quả này để trả cho bệnh nhân. Khi được hỏi cụ thể mục đích của việc làm này, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho rằng đó chỉ là lời khai ban đầu của 3 cá nhân vi phạm. Những phản ánh của Chuyển động đó là những cái lời khai của các nhân viên của khoa vi sinh thực hiện cái hành vi cắt. Và chính vì vậy mà chúng tôi có được thông tin thì chúng tôi thông báo nhà báo. Còn tính xác thực của tổng số test thì chúng tôi cũng sẽ phải đang tiếp tục làm rõ. Trước câu hỏi với hành vi trộn 4 mẫu xét nghiệm vào chung một mẫu, bệnh viện trả lời có hay không việc này, bà Hương cho biết đang trong quá trình xác minh làm rõ. Trước đó, điều tra của VTV24 đã phát hiện hàng ngàn que thử HIV, viêm gan B đã bị nhân viên khoa vi sinh cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm HIV và viêm gan B tại bệnh viện Sanh Pôn. Ngoài ra, hàng trăm bệnh nhân bị trộn chung mẫu máu trong quy trình xét nghiệm HIV bán tự động thay vì mỗi mẫu máu được xét nghiệm riêng biệt. Hành vi này vô cùng nguy hiểm bởi sẽ làm giảm độ chính xác của các xét nghiệm và vô tình sẽ gây lây nhiễm bệnh tật trong cộng đồng. Chiều nay tại cuộc giao ban thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội, dù nội dung cuộc họp không có thông tin về vụ việc cắt đôi que xét nghiệm tại bệnh viện Sanh Pôn, nhưng nhóm phóng viên VTC đã đặt ra câu hỏi về vụ việc này với Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tại đây, đại diện Ban tuyên giáo đã chuyển lời xin lỗi của bệnh viện Sanh Pôn tới báo chí. Tại cuộc họp báo chiều nay, Ban tuyên giáo Thành ủy đã mời hai đơn vị là Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội thông tin về ngành. Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào về vụ việc cắt đôi que xét nghiệm tại Bệnh viện Sanh Pôn, một thông tin nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tôi nghĩ rằng hai cái nội dung chiều hôm nay rất quan trọng, nhưng mà một cái vụ việc nóng hổi đang được dư luận quan tâm và đặc biệt về báo chí theo dõi thủ đô thì chắc càng quan tâm hơn. Thế thì tại vì sao hôm nay chúng ta không có thể có đại diện của Sanh Pôn hay Sở Y tế để có thể chia sẻ thông tin này với báo chí chúng tôi? Thành phố Hà Nội từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất đều rất là nghiêm túc để thực hiện cái việc này và coi đây là một vụ việc rất là nghiêm trọng, rất là lớn, cho nên sẽ chỉ đạo trực tiếp. Tuy nhiên việc này nó mang tính chuyên môn thì phải giao cho cơ quan chủ quản đầu tiên chính là cơ quan Sở Y tế phải có trách nhiệm kiểm tra lại sau đó báo cáo lên các cấp. Trả lời về phản ánh cắt đôi que thử HIV viêm gan B tại bệnh viện Sanh Pôn, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, trước những vụ việc dạng này, thành phố phải dành thời gian để kiểm tra, điều tra. Nếu hậu quả ít nghiêm trọng, thì các cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Nếu nghiêm trọng, phải điều tra, truy tố. Ông Học cũng cho biết, lãnh đạo thành phố Hà Nội rất sốc trước vụ việc. Bệnh viện tiếp tục rà soát tất cả các quy trình chuyên môn của khoa vi sinh y học và toàn bộ bệnh viện. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm, bệnh viện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo các đồng chí. Như vậy, lãnh đạo bệnh viện xin nhận lỗi vì để xảy ra sai sót nói trên. Chiều nay, phóng viên VTC đã liên lạc với Sở Y tế Hà Nội để tìm hiểu thông tin, nhưng được biết lãnh đạo đơn vị này vắng mặt tại trụ sở do phải báo cáo vụ việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn phòng Chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam đã tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2019-2024. Thành lập vào năm 2014, thời điểm Việt Nam đang bước vào hội nhập trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho tiếng nói các cơ sở y tế tư nhân, luôn hướng đến mục tiêu vì cộng đồng xã hội và vì sự phát triển của đất nước. Đến nay, sau 5 năm phát triển, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam đã có 137 thành viên, trong đó có 102 bệnh viện, 30 phòng khám và 5 hội viên danh dự. Hiệp hội đã cùng với nền y tế tư nhân đã có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa cơ sở y tế công lập với tư nhân, góp phần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày một cao của người dân. Cùng với đó, Hiệp hội còn phát huy vai trò là tổ chức tập hợp phản ánh những vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực y tế tư nhân, kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Lúc này thì tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhóm phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có mặt để ghi lại những không khí trước giờ bóng lăn. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh trực tiếp từ khu vực fan zone này cùng với phóng viên Minh Cần. Xin mời anh Minh Cần ạ.
xin chào chú quay, xin chào quý vị khán giả. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở nhà lớn thành phố Hà Nội. Ít phút nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia sẽ diễn ra, trận chung kết của SEA Games 2019. Mặc dù bây giờ đang là giờ tan tầm nhưng đã có rất đông người hâm mộ có mặt để chuẩn bị tiếp lửa cho thầy trò Luis Fonseca. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của người hâm mộ trước khi trận chung kết bắt đầu. Xin chào chị, xin mời cho biết cái chị chờ đợi điều gì ở trận đấu tới giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia? Chúng tôi mong muốn là đội Việt Nam mình phải thắng 5-0. Tôi mong chờ trận vô địch là trận chung kết này từ rất lâu rồi và hy vọng rằng Việt Nam mình sẽ vô địch. Tất cả chúng ta đều mong chờ vào một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Các chị mong chờ điều gì ạ? Em mong chờ Việt Nam sẽ đạt cúp ạ. Và cũng sau 60 năm chờ đợi thì bóng đá Việt Nam ở SEA Games, bóng đá Việt Nam ở SEA Games vẫn chưa giành được một tấm huy chương vàng nào. Và hôm nay hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong chờ vào một chiến thắng của thầy trò Luis Fonseca để chúng ta sẽ đứng lên bục cao nhất để giành được tấm huy chương vàng. Và xin trở lại với trường quay. Và chúng ta đã cùng chứng kiến những hình ảnh thật là sôi động từ nhà hát lớn thủ đô Hà Nội. Và thưa quý vị, trước giờ bóng lăn thì nhiều người bày tỏ sự lạc quan về tấm huy chương vàng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam. Đội hình của U22 Việt Nam kỳ này thì được các nhà chuyên môn đánh giá là mạnh nhất giải. Và giới báo chí khu vực và người hâm mộ cũng dự đoán là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch SEA Games 30. Thời gian 60 năm, 30 kỳ SEA Games, đây là cơ hội vàng của bóng đá Việt Nam. Khi chúng ta hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết như là huấn luyện viên tài ba, các tuyển thủ có thể hình thể lực tốt nhất, được đào tạo bài bản và có kỹ thuật tốt nhất, kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất ở mọi đấu trường và xứng đáng giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Xin chúc cho U22 Việt Nam chiến thắng. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi kênh VTC1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, nhiều vấn đề liên quan đến nội dung này tiếp tục được quan tâm như là việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo quy trình nào để đảm bảo công khai minh bạch, liệu có nảy sinh lợi ích nhóm khi quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về các địa phương, và đây cũng sẽ là chủ đề chính của chuyện trong ngày tối nay. Danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 thuộc 5 bộ sách của 3 nhà xuất bản khác nhau đã được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố sẽ bắt đầu được đưa vào giảng dạy với lứa học sinh lớp 1 kể từ năm học 2020-2021. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dự thảo thông tư này được soạn thảo dựa theo nghị quyết 88 của Quốc hội giao cho các cơ sở đào tạo lựa chọn sách giáo khoa. Theo dự thảo, mỗi môn học chỉ được lựa chọn một sách giáo khoa để giảng dạy. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập một hội đồng do hiệu trưởng thành lập bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia hội đồng. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong trường học và niêm yết tại trường học trước khi bắt đầu năm học mới, ít nhất là 5 tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, khi luật giáo dục sửa đổi bổ sung có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải xây dựng một thông tư mới thay thế thông tư này. Và như vậy, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 là các trường, còn lựa chọn sách giáo khoa từ lớp 2 trở lên là Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của 8 môn học, nhiều ý kiến lo lắng nếu mỗi trường, mỗi địa phương sử dụng một bộ sách giáo khoa lớp 1 khác nhau thì có gây khó khăn với những học sinh chuyển trường hay không? Hay là việc kiểm tra đánh giá theo chương trình mới sẽ được thực hiện thế nào? Cùng tìm hiểu câu trả lời cho những băn khoăn này trong phóng sự sau đây. Đây là hai trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định và lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020-2021. Tất cả sách giáo khoa đều được biên soạn theo chương trình, đảm bảo nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình.
Do đó, việc tổ chức dạy học theo chương trình mới, dù sách giáo khoa nào đều đảm bảo lõi kiến thức được quy định trong chương trình là nội dung và yêu cầu cần đạt của từng chủ đề. Dựa vào chương trình, chứ không phải dựa vào sách giáo khoa. Sách giáo khoa giờ nó không phải pháp lệnh nữa. Như chính sự đa dạng ấy mà cái cốt lõi nó giống nhau. Cho nên là học sinh có từ trường này trường khác thì cái cốt lõi là thế. Thế còn cái việc tiếp xúc bên này nó thế này, bên kia thêm một chút nó thế kia thì nó làm sự đa dạng hóa. Có thể mỗi trường người ta chọn một cái quyển sách giáo khoa cho một môn học thì chỉ đạo thế nào, thi cử thế nào thì theo tôi là chuyện này không nên lo lắng. Bây giờ vai trò của sách giáo khoa nó không như trước. Bây giờ vai trò của chương trình mới là chính. Còn sách giáo khoa nó chỉ là một phương án thể hiện thôi. Và nó nói cho đúng, nó chỉ là tài liệu tham khảo cho giáo viên để giáo viên tự dạy thôi. Chỉ đạo là phải thay đổi. Mình không chỉ đạo theo kiểu tức là bám sát vào một quyển sách giáo khoa, đi dự giờ vân vân, đánh giá giáo viên là cứ phải căn cứ vào câu chữ ở trong từng quyển sách giáo khoa, hay là ra đề thi là cứ bám vào một quyển sách giáo khoa, thì cái đó phải thay đổi. Mình phải dựa vào cái yêu cầu cần đạt của chương trình, dựa vào những quy định của chương trình để mà chỉ đạo và tổ chức đánh giá thi cử. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, về hình thức thi, kiểm tra, đánh giá, cơ bản không thay đổi gì so với hiện nay. Chỉ có nội dung đề thi, bài kiểm tra sẽ thay đổi theo hướng đánh giá phẩm chất, năng lực người học, không đánh giá sự ghi nhớ kiến thức một cách đơn thuần. Chúng ta thực hiện một chương trình, nhiều sách, tất cả mọi chuyện dạy học là phải theo chương trình, theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Thi nó sẽ không phụ thuộc, không lệ thuộc vào những cái ngữ liệu cụ thể trong bộ sách giáo khoa nào ở trong toàn bộ tất cả các giáo khoa này. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sắp tới sẽ sửa đổi quy chế đánh giá học sinh, hướng dẫn giáo viên khi ra đề kiểm tra làm sao phải thoát ly được ngữ liệu cụ thể trong sách giáo khoa cả bậc tiểu học lẫn trung học. Như vậy là Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ ra văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, còn chọn thế nào là chuyện của từng địa phương, của mỗi trường học. Và những ngày này khi câu chuyện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận thù lao hàng tháng của nhà xuất bản, liệu có gây ảnh hưởng chọn sách đã khiến cho dư luận đặt nhiều câu hỏi. Rõ ràng lo lắng của xã hội về việc sẽ lựa chọn sách giáo khoa mới thế nào để hiệu quả, khách quan, minh bạch, không lợi ích nhóm là hoàn toàn có cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có tới 11 người trong ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa mới nhận tiền từ nhà xuất bản giáo dục từ 2,5 đến 6 triệu đồng một tháng trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2015 trở lại đây. Lãnh đạo sở này khẳng định là dù nhận số tiền này nhưng sẽ không tạo áp lực cho các trường trong việc chọn sách vì đây chỉ là nhận phí hỗ trợ nhà xuất bản về công tác chuyên môn, tổ chức đội ngũ tác giả, chuyên gia tư vấn trong quá trình biên soạn. Việc lựa chọn này là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cái khách quan, hoàn toàn sự chủ động của các cái trường trong cái việc lựa chọn sách giáo khoa. Tôi cam đoan rằng là Sở Giáo dục Đào tạo không có một cái áp lực nào và cái việc lựa chọn sách giáo khoa đó các thầy cô, các phụ huynh học sinh hãy tin tưởng vào cái sự chủ động và lựa chọn sáng suốt của các trường. Cái việc chi trả này là cần thiết bởi vì nó là sự ghi nhận cái sự đóng góp về công sức trí tuệ của các thành viên. Việc chi trả này cũng là cần thiết bởi vì các thành viên ban chỉ đạo phải thường xuyên làm việc ngoài giờ và ngoài cái công việc chuyên môn mà họ phụ trách. Việc chi trả thù lao cho các thành viên ban chỉ đạo chúng tôi thấy là hoàn toàn phù hợp với các quy định của nhà nước và pháp luật. Thực tế thì mỗi trường học, mỗi địa phương hoàn toàn có thể lựa chọn một hay nhiều bộ sách giáo khoa hay chọn các môn học ở các bộ sách giáo khoa khác nhau để đưa vào giảng dạy, miễn là hiệu quả và phù hợp nhất với học sinh của mình. Tuy nhiên, khi mà Sở Giáo dục và Đào tạo lại phối hợp với doanh nghiệp làm sách giáo khoa và nhận thù lao, thì liệu có giữ được sự công tâm, minh bạch khi chỉ đạo hay tham mưu chọn sách? Băn khoăn của mọi người là đúng, của sợ là đúng. Và cũng rất sợ tình trạng đó. Và bản thân những người làm sách như chúng tôi ấy, là chúng tôi cũng băn khoăn. Chúng tôi chỉ muốn là sản mình của mình ấy, được cống hiến một cách công bằng, minh bạch, dân chủ. Cái cơ chế chỉ đạo của Bộ Giáo dục với cái sự vào cuộc của các địa phương và với tinh thần minh bạch công của chúng ta thì cái hiện tượng cục bộ lợi ích nhóm sẽ bị khắc phục, không có đất để mà tồn tại. Theo các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần công khai các ý kiến thẩm định sách giáo khoa và công bố chế bản điện tử của sách giáo khoa trên mạng để phổ biến rộng rãi đến người dân, các chuyên gia, giáo viên có thông tin trước khi chính thức lựa chọn.
Theo cách thức mới này thì người dân mới có điều kiện đánh giá và tham gia vào việc lựa chọn sách cho con em mình. Mình thực hiện hai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thì nó chỉ càng có lợi cho cái việc chọn sách thôi. Nó đảm bảo là công bằng, khách quan, minh bạch và dân chủ. Tất cả là chúng ta đưa lên trên mạng, gọi là phơi ra nắng để cho tất cả mọi người người ta cùng đọc. Còn nếu bây giờ mà từng trường chọn xong lại vài cú alo từ trên xuống thì tôi không biết là chọn như thế nào. Liệu các trường có thể có giữ được cái quyền này của mình không? Thì đây là một vấn đề hết sức đáng quan ngại. Bởi vì là theo cái lệ thường từ trước đến nay ấy, thì chỉ cần cấp trên, tức là sở hay phòng, người ta gợi ý miệng thôi là các trường đã phải làm theo ý người ta rồi. Không có ai dạy gì mà lại đi làm trái ý cấp trên cả. Chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi về chất lượng cho giáo dục. Tuy nhiên, lo lắng về các nhóm lợi ích hình thành tại các địa phương, chi phối việc chọn sách giáo khoa vẫn còn đó nếu không có sự vào cuộc giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Trước hết phải nói rằng các bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thì đều đã được thẩm định kỹ càng và hoàn toàn có thể sử dụng trong trường phổ thông với tư cách là sách giáo khoa. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cũng không loại trừ việc là sau một thời gian sử dụng thì giáo viên phản ánh cảm thấy cuốn sách khác có thể phù hợp hơn hoặc có thể xuất hiện một cuốn sách mới. Trong trường hợp này, các tỉnh hoàn toàn có thể tổ chức lại việc chọn sách giáo khoa, không nhất thiết một cuốn sách chỉ được chọn một lần và sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, mong rằng việc lựa chọn ngay từ đầu được tổ chức quy mô bài bản thận trọng để quá trình lựa chọn chính xác nhất, từ đó một cuốn sách được sử dụng tương đối ổn định, thuận lợi cho việc giảng dạy. Ngoài bộ sách được chọn sử dụng chính thức, nhà trường cũng cần được tạo điều kiện mua những bộ sách khác làm tài liệu tham khảo, cũng như là làm học liệu bổ sung cho giáo viên để chuẩn bị bài giảng một cách tốt nhất. Ngày sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những nội dung nổi bật trong ngày. Tại buổi họp báo của Bộ Tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tái cơ cấu cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước diễn ra sáng nay, Bộ Tài chính cho biết là vẫn còn 755 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, trong quá trình cổ phần hóa, 350 doanh nghiệp vẫn có doanh nghiệp thua lỗ, không thể niêm yết được. Những doanh nghiệp này cần được chấn chỉnh, cổ phần hóa xong bình mới rượu cũ mà vẫn sập sệ thì cần phải rà soát để loại trừ. Liên quan đến thông tin khoa vi sinh y học Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội gian lận trong xét nghiệm HIV và viêm gan B bằng cách cắt đôi các que test thử nhanh trước khi thực hiện xét nghiệm cho người bệnh được đăng tải gần đây. Sáng nay 10 tháng 12, bệnh viện đã có cuộc họp khẩn và đình chỉ 3 nhân viên tại khoa vi sinh để điều tra làm rõ, đồng thời khẳng định bệnh viện tuyệt đối không có chủ trương chỉ đạo khoa vi sinh y học thực hiện việc làm này. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần điểm tin nổi bật trong ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.